Okay. Today we are going to continue study about hôm trước chúng ta đã học về cái gì nhỉ? Mọi người, các con. Gia đình. Okay, very good. And now I will check for your homework, right? So, Yi, can you repeat this word? Okay. Okay, and dad. Again. And brother. Brother. And sister. 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 Okay. Yep. Grandpa. 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 And grandma. Okay. And you repeat again one more time this word. Read again, Mom. 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 Okay, Mom. And? Dad. 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 Next. Brother. 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 Okay, and? Sister. 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 Okay, and grandpa. Okay, the last one is grandpa. Grandpa. A grandma. Grandma. Again. Okay. Can you make a sentence with mom? Có nghĩa là gì? À, đặt câu đúng không cô? Okay, very good. Chính xác. Can you make a sentence with mom? Mom and me go to shopping mall. Okay. Mom and me, đúng không? Ý của con nói là mom and me are going to shopping, right? Đúng không? Okay. Câu của con xét về về mặt nghĩa thì đúng rồi, nhưng mà về mặt cấu trúc chưa được dịch xác lắm thì cô sẽ chỉnh cho con, đó là con sẽ nói là my mom có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Mẹ của tôi. Đúng rồi, my mom and me. My mom and I, not me. Có nghĩa là me là làm chức năng đại từ tân ngữ, còn I làm chức năng đại từ chủ ngữ. Thì là mình sẽ dùng my mom and I, đúng không? Are going shopping. Okay. Again, one more time, repeat. Again. My mom and me go to shopping mall. No. Okay, no, me. My mom and I. Because chúng ta phải dùng là my mom, mẹ của tôi và tôi, đúng không? Mẹ của tôi và tôi thì chúng ta sử dụng chủ ngữ là ai? Mẹ của tôi là my mom, đúng chưa? Và tôi là phải dùng ai chứ không được dùng là me, bởi vì ai là chủ ngữ. Chủ ngữ thì nó đứng trước động từ, đúng không? Còn tân ngữ là me thì nó đứng sẽ đứng sau động từ, đúng chưa? Bây giờ con nói lại giúp cô nào. My mom and I go to shopping mall.
Okay, very nice. Again, one more time, loudly, loudly. My mom and I go to shopping mall. Okay, very good. And I want you to make a sentence with grandpa. Grandpa. Bye. Okay. Okay. Cô đặt từ với grandma được không? Và em chuẩn bị câu. Okay, được không? Okay. Okay, very good. Excellent. My grandma just baked a cake. Okay, repeat loudly. My grandma just baked a cake. Okay, câu của con có nghĩa là gì? Câu của con có nghĩa là gì? Là bà nội của tôi làm một chiếc bánh. Okay. You can say my grandma make a cake. Okay, again. My grandma make a cake. My grandma makes a cake. A cake. Okay. My grandma make a cake. Make a cake. Make a cake. Make a cake. A cake. A cake. 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 Okay, very good. Thank you very much for your homework. You do excellent, right? And Quyên, can you help me? Hello, Quyên. Do you hear me, Quyên? Yeah. Okay. How are you today? I'm happy. Okay. Happy or so-so or doing well? Quyên. Quyên có nghe cô nói gì không? Okay. Now I check your homework and what is it? Mom. Okay, very good. Mom. Mom. Okay, con speak loudly and clearly. Loudly. Con đọc to lên cho cô nghe với. Okay. Mom. Mom. Okay, very good. And Dad. Okay, very good. And what is it? Brother. 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 Okay, very good. And okay, sister. Okay, and grandpa. Okay, very good. Grandpa. Grandpa. And grandma. Okay, and this one, grandma. Grandma.
Okay, can you translate into Vietnamese this word? Translate into Vietnamese. Mẹ. Đúng rồi. And ba. Very nice. And anh trai hoặc anh trai. Okay, very good. And chị gái hoặc em gái. Correct. And ông nội hoặc ông ngoại. Okay, good job, guy. And next one. Bà ngoại hoặc bà nội. Okay, you are very silent. And can you make a sentence with brother? Brother. Có nghĩa là con. Okay, có nghĩa là con sẽ đặt cho cô một câu với từ brother được không? Bây giờ con muốn nói là em trai của tôi rất là đẹp trai thì con nói như thế nào? Con nói như thế nào? Em trai của tôi rất là đẹp gã, rất là đẹp trai. Con nói như thế nào? Cô gợi ý nha, cô gợi ý trước này. Em trai thì là my brother. Đẹp trai là handsome. Handsome. Là is. Vậy thì con đặt câu như thế nào? Em trai của tôi rất là đẹp trai thì con đặt câu như thế nào? My Quyên. Yeah. I'm here. Okay. Bây giờ cô muốn nói là em trai của tôi rất là đẹp trai thì con nói như thế nào? Em trai là gì? Em trai là cô gợi ý em trai là my brother. Là is đẹp trai là handsome. Vậy thì con đặt câu như thế nào? I don't know. Okay, very good. And don't worry about this. Okay. Vậy thì con có thể đặt câu với một trong những số từ này được không? Từ nào con có thể đặt câu? Nếu con chưa đặt câu thì cô sẽ giúp con. Con muốn đặt câu với từ nào? Quyên ơi. Ok, con muốn đặt câu với từ nào? Con đặt câu với từ mom nha. Mom. Ok, con nói là my mom is very beautiful. Thì con nói như thế nào? My mom is very, 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 có đâu là chữ very, 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 beautiful, 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 beautiful. Okay, con đọc lại cả câu giúp cô. My mom is very beautiful. Again. My mom is beautiful. Okay, my mom is very beautiful. Right. Okay. Thank you very much for your homework. You are very excellent and you study hardworking for your homework. Okay. And now we are continue study about mom, grandpa, sister, grandma, dad, and brother. Okay.
Okay. Okay. Three, crying and say sick. Do you see my screen? Do you see what it is? What it is? Green and me. Okay, do you see my screen? My screen, do you see what it is? Okay, các con có thấy cái màn hình của cô share không? Dạ thấy. Okay, what it is? Con đọc từ này đi, mom, 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 Nhi, are you here? Are you here? Are you here? Okay, hai con đều đọc cùng một lúc luôn nhé, mom, 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 okay. Mom. 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 Okay. Grandpa. 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 Okay. Sister. 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 Okay. Loudly. Loudly. Sister. Sister. Okay, dad, 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 and grandma, 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 and brother, brother, brother. Grandmother. Okay, Queen. Okay, Queen. Queen, what is this? Mom. Okay, mom. 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 Okay. Grandpa. Okay, thank you. And sister. Sister, 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 sister. Okay. Grandma. Okay, one more time. Grandma. Okay, thank you. And dad. One more time. Dad. Okay. Brother. Brother. Okay, one more time, one more time. One more time. Brother. Loudly. Okay, thank you very much for your speaking. And Nhi, can you help me? Nhi, can you help me? Hello Nhi, can you help me? What is this? What is this? Okay, what is this? Mom. 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 Okay, mom. Mỗi từ là các con đọc 3 lần nhau cô. Okay. Again. Mom. 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 Okay. Grandpa. Okay. Grandpa. Okay. Okay. Sister. Okay. Sister. Okay. Okay. Grandma. Grandma. Okay. Grandma. Okay, very good. And dad. Dad.
Okay. Dad. Okay. Brother. 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 Okay, very good. And now we are next to this part. Listen and repeat. Okay, now I will show you a video and you have to listen and repeat again. Okay. Các con có nghe nghe thì nghe Loan nói không? Dạ không. Dạ không. Ok. Okay, do you see my screen? Listen and repeat. Do you see? What is number? Number, what is number? Nhi, can you help me? Nhi, Nhi, Nhi. Number, number. Number one. Okay, listen and repeat. Listen. Repeat. Okay, con nói to lên. Number one, listen and number repeat. One. Number one. Listen. 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 And repeat. And repeat. Repeat. Okay. Có nghĩa là gì? Listen có nghĩa là gì? Listen, listen, listen. Lắng nghe cô. Listen. Lắng nghe. Listen. Lắng nghe. Okay. Okay. Very good. And repeat. Có nghĩa là gì? Là nói cô. Okay. Repeat có nghĩa là nhắc lại. Nghe và gì? Nghe và gì? Nghe và nhắc lại. Okay, very good. Quyên. Quyên. Yeah. Okay. Number number one. Number one. Listen. Có con nói đi number one. Number one. Number one. Number one. Listen. 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 And repeat. 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 Okay, có nghĩa là gì? Listen, listen, listen again, listening to music. Có nghĩa là gì? Listen có nghĩa là gì? Listen. Listen. Okay, and repeat. Repeat. Repeat là lặp lại. Okay. And có nghĩa là gì? And ví dụ, for example, Nhi and Quyên, Nhi and Quyên, Nhi and Quyên, Nhi and Quyên có nghĩa là gì? And có nghĩa là gì? Là và. Có nghĩa là và. Okay, very good.
Ok, listen and repeat. Có nghĩa là nghe và gì? Nghe và nhắc lại. Đúng chưa? Ok. Let's learn. Is this your mom? Yes, it is. Ok, các con nhắc lại nha. Is this your mom? Is this your mom? Yes, it is. Again. Nhi, please. Nhi, please. Cô mời Nhi nào. Again, again. Is this your mom? Yes, it is. Is this your mom? Okay. Okay. Again, one more time. You have to speak three times. Three times. You know? You understand? I know. Okay, very nice. Good job. Okay. Is this your mom? Yeah. Is this your mom? Okay. Yes. It's A. Okay. Is this your mom? Yes, it is. Is this your mom? Yes, it is. Again. Again. Again, Nhi, please. Nhi, please. Is this your mom? Yes, it is. Yes, it is. Okay. One more time. Is this your mom? Yes, it is. Đúng rồi, con phải đọc ở cái phía đây là cái câu hỏi just no question thì con phải đọc raising tone, có nghĩa là con sẽ đọc lên giọng ở cuối câu. Is this your mom? Yes it is. Is this your mom? Yes it is. Okay, you know? You understand? Okay, very nice. Okay, one more time. Try your best. Okay. Is this your mom? Is this your mom? Okay, very nice. Yes, it's A. Okay, again. Đây là lần thứ hai rồi. Okay, con nói đi. Is this your mom? Is this your mom? Yes. Okay, very good. And one more time. Is this your mom? Is your mom? Okay. Yes. No. Con phải raising, có nghĩa là đọc cao hơn, con phải lên giọng ở phần cuối câu. Is this your mom? Yes, it is. Okay. Con đọc theo câu này. Is this your mom? Yeah. Mom? Okay. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Very nice. And Quyên. Quyên yeah. Ơi. Okay. Very nice. Bây giờ con đọc câu này theo câu nha. Is this your mom? Is your mom? This. Okay, con đọc chậm lại. Is this your mom? Is it your mom? Okay, con raising intonation. Con phải lên giọng ở phần cuối câu. Is this your mom? Again, is this your mom? One more time. Is it your mom? In it. Right. Okay, go, nói nghe. Is this
This your mom. Và con raising, raising, con raising cái phần, cái dọc ở phần cuối câu lên. Is this your mom? Vì đây là câu hỏi đúng không? Đây là câu hỏi đúng không? Đây là câu hỏi thì con phải tỏ ra cái thái vẻ, tỏ ra là cái vẻ con muốn hỏi, con muốn xác nhận một cái gì đó. Con muốn, đây có phải là mẹ của bạn không? Vâng, chính đó là mẹ của tôi. Đấy. Rồi con đọc lại. Is this your mom? Is it your mom? Yes. 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 Is it? Is is. Is is. Okay, one more time. Okay, one more time. Is it? Is this your mom? Cái đặt từ này đó là is. Is 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 con có thấy khâu miệng của cô không? Thấy. À, con nói như này nè. Is this your mom? Is this your mom? Okay. Con hiểu chưa? Yeah. Okay. Con nói một. Con nói nào? Is this your mom? Is this your mom? Oh, okay, very good. Con đọc chính xác rồi, nhưng con phải raising, con sẽ ở cuối câu thì con phải lên giọng. Con phải dần lên giọng, raising intonation, raising. Lên giọng ở cuối câu. Is this your mom? Okay, again. Is it your mom? No. Is it? Ở đây chúng ta có is it đâu? Đây là is this your mom? Mom. Is this your mom? Con đọc lại đi. Okay, từ từ. Don't worry about this. Okay. Don't be shy. Try your best có nghĩa là cố gắng lên nào. Không sao cả, mình sẽ làm được. Try your best. Okay. One more time. Is this your mom? Okay, very good. And yes. Con phải đọc cái âm is, phải ending sound is again. Yes it is. Yes again. It is. Okay, very nice. And Quyên, do you know, can you translate into Vietnamese this sentence? Này con có thể đây có phải con nói đi là mẹ của bạn không? Okay, very good. And đúng rồi, đó là mẹ của mình. Okay, very good. Clap your hand. You are try your best. Okay. Các con có thể nhìn vào cái bức tranh này, các con có thể đoán nhé. Đây là chẳng hạn như đây là một bạn gái này, và đây cũng là một bạn gái, và cái bạn gái này cầm một cái bức ảnh. Thì cái bạn gái mặc áo màu hồng này sẽ hỏi cái bạn gái mặc áo màu xám này thì đây có phải là mẹ của bạn không? Thì bạn gái nhân vật mặc áo màu xám sẽ lấy là đúng không? Mẹ của mình đấy, đó là mẹ của mình đấy, đúng chưa? Ok, Quyên, đúng, con thấy đúng không? Con thấy đúng không? Quyên. Ok, Nhi, can you help me, Nhi?
Nhi please, Nhi please. Okay. Can you translate into Vietnamese this sentence? Đây là mẹ của bạn. Phải không? Đây là mẹ của bạn, phải không? Okay. Vì sao vì sao chúng ta phải có từ phải không? Có biết vì sao chúng ta phải có từ thêm cả từ phải không ở phía sau không? Vì đây là câu gì? Vì đây là câu gì? Hỏi. Okay, chính xác. Okay, very good. Okay. Bởi vì đây là câu hỏi thì chúng ta phải như thế nào? Vì đây là câu hỏi thì chúng ta phải có từ để xác nhận đó đúng không? Đúng rồi. Okay, very good. And đúng vậy. Okay, very good. And Queen Anh can do this sentence. Đây là mẹ của bạn phải không? Đúng vậy. Okay. Can you read the sentence by English, not Vietnamese? You know? I know. No. Okay, very good. This is your mom? Yes, this is. Okay, con đọc cái từ this again. This, con có nhìn thấy khẩu hình miệng của cô không? Con có nhìn thấy khẩu miệng của cô không? Con thấy không? Ok. Con nhìn khẩu hình miệng của cô đọc từ zip nhé. This. Con đưa cái lưỡi ra giữa hai cái hàm. This. Ok, very good. This. Ok. Is this your mom? Okay, very good. Đúng vậy. Yeah. Okay, clap your hand. You are very well done. Okay, good job. And is this your dad? Your dad. Okay, can này cũng như thế, cái này câu hỏi thì con phải raising tone, có nghĩa là con sẽ lên giọng ở cuối câu đúng không? Again, con đọc cho cô nào. Is this your dad? Is this your dad? Okay, again, loudly, one more time, loudly. Is this your dad? Is this your dad? Okay, no, it isn't. No, this isn't. This is my brother. Okay, this is my brother. This. Okay. Con ơi. Nhi ơi. Ok, con nhìn cái khẩu hình miệng của cô đọc từ zip nghe. This. Ok, con thấy cô chưa? Chưa cô. Chưa luôn hả? Hi. Hello, hello Nhi, hello Queen, con thấy chưa? Hôm nay màn hình đứng yes or no? Ok, I'm sorry. Ok, sorry. My internet connection is bad. Sorry, I'm very sorry. Ok, con thấy chưa? Dạ rồi. Okay, I'm very so sorry because my connection internet is very bad.
Con hiểu không? Con hiểu không? Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế nào? Là mạng internet của cô không có. Okay, thank you very much. That's right. Nhi ơi, con chỉnh cái cam để cô thấy mặt nào giống như cô này. Giống như cô này, các con này như cô này. Okay. Okay. Do you see my screen? Con thấy màn hình share của cô không? Dạ thấy. Okay. Nhi, please. Okay. Is this your dad? Is this your dad? No, it isn't. No, it isn't. This is my brother. No, this is my brother. Okay, con có thể làm cái tác phong như cô cho dễ trong này. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Con thấy không? Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Okay. Nhi. Is this your dad? Dad. Is this your dad? Okay. No. No, it isn't. This isn't. Okay, very good. This is my brother. This is my brother. Okay. Can you translate into Vietnamese this sentence? Yes or no? Đây có phải là bạn, lộn đây có phải là bố của bạn không? Okay, very good. And? Không phải. Đây là anh trai của tôi. Okay, very good. Đây có phải là bố của tôi không? Không, đó không phải là bố của tôi. Đó là anh trai của tôi. Đúng chưa? Okay, very good. And Queen, can you help me? Please, Queen. Okay, is this your dad? Is this your dad? Is your dad? No, it isn't. This is my brother. Okay, very good. Loudly, one more time. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Again. No. Okay. Từ này là từ is, còn từ này là it. Hai từ khác nhau nha. They are different, not the same. Okay. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Again, one more time. Is this your dad? Okay. Isn't. No, it isn't.
No, it isn't. Okay. This is. This is my. My brother. Brother. No. No, not bro. It's wrong. Not right. Brother. 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 Okay, not brother. Quyên đọc lại từ này cho cô nào. Brother. 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 Okay. This is my brother. One more time. This is my brother. My brother. Okay, cái từ này con không đọc là this, con không đọc là is, con đọc là this. Con có thấy khẩu âm miệng của cô không? Con thấy mà cô không? Con thấy không? À, con nhìn cô nha. This is my brother. This is my brother. No, it isn't. It's in my brother. No, it isn't. This is my brother. Okay, one more time. Quyên. Yeah. Okay, con đọc lại cho cô. Is this okay. Your dad. Okay. No, it isn't. No, it isn't. Okay. This is my brother. This is my brother. Okay. Thank you very much for your speaking now. And now I want to both of you. Có nghĩa là bây giờ cô muốn cả Nhi và Quyên đều đọc cùng với nhau được không? Are you ready? Quyên and Nhi, are you ready? Okay, let's start. Okay. Is this your mom? Is this your mom? Is this your mom? Okay. Yes, yes. Okay, and is this your dad? Okay. Okay, and No, it isn't. Okay, no, it isn't. This is my. Okay, very good. And this is my brother. Okay, thank you. And now, Quyên and Nhi, you are make a conversation. It mean Quyên is the first person, and Nhi is the second person. You know. I don't know. Okay, có nghĩa là bây giờ Quyên và Nhi sẽ tạo một cái đoạn hội thoại nhỏ giống như các bạn ở đây, và Quyên là người bạn đầu tiên, và Quyên sẽ đọc câu hỏi và Nhi sẽ đọc lại câu trả lời, và chúng ta sẽ làm ngược lại. Hai con hiểu chưa? Yeah. Okay, Quyên, please. This is your mom. Me, please. This is okay, and now it changed. Có nghĩa là đổi lại vai, đổi.
Quyên, Quyên sẽ là người đọc thứ hai và Nhi là người đọc đầu tiên. Ok, Nhi please. Is this your mom? Ok, very good. Ok, good job. And Quyên. No, it isn't. No, 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 no. Here, here, here. Yes, it is. Okay. And Nhi, please. Nhi, please. No, it isn't. Nhi, please. This is my brother. No. No, no, no. Bây giờ Quyết sẽ là người hỏi và Quyết sẽ là người hỏi và Nhi giờ Nhi Nhi sẽ trả lời Quyên. Quyên. Dạ. Ok, bây giờ con sẽ đọc cái câu hỏi này và chị Nhi sẽ trả lời. Sau đó con sau đó chị Nhi sẽ hỏi con và con là người trả lời chưa? Con nghe con hiểu ý cô chưa? Dạ. Rồi, bây giờ con đọc nào, con đọc cho cô nào. Is this your dad? Quyên. Is this your dad? Okay. Nhi, please. No, it isn't. This is my brother. Okay. Okay, very good. And now I will show you a video about this conservation. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì Nhi? Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là như thế nào? Bây giờ cô sẽ cho các con xem một cái video về cái cuộc hội thoại của hai bạn này để xem hai bạn này trả lời như thế nào nhé. Ok. Dạ. Ok. Các con có nghe không? Các con có nghe Loan nói không? Dạ không cô. Dạ các không cô. Ủa sao gì? Sao gì nhỉ? Sao nhỉ? Sao lại không nhỉ? Các con có nghe Loan nói gì không? Dạ không. Dạ không cô. Ok. Thank you.
Okay, now we have to continue. Okay. Okay. Number three, match the pictures to the words and say. Cô là... đợi nhìn xí cho cô đi đến chỗ. Okay. Okay, okay. I wait you. Được rồi cô, được rồi cô. Được chưa? Are you ready? Are you ready to be continued? Are you ready? Okay. Okay, do you see my screen? Do you see my screen? Yes or no? Do you see teacher, grandpa, grandma, sister, brother? You see? Có thấy màn hình cô share không? Dạ thấy. Dạ thấy cô. Okay, match the pictures to the words and say. Match có nghĩa là nối the picture to the word and say, có nghĩa là nối các bức tranh với các từ và đọc. Ok, các con hiểu bài, hiểu đề bài chưa? Dạ hiểu con. Ok, number one is is grandpa. Ok, có nghĩa là con sẽ nói là con sẽ nhìn vào đây và con sẽ thấy bức tranh thứ nhất là ai, con thấy hình ảnh đây là ai, what is it, đây là ai? Grandpa. Ok, and Number two is grandma. Okay, and number three, Nhi please. Cô mời Nhi nào, number three. Sister. Again, con đọc lại. Con đọc chính xác vào lúc sau có gặp. Sister. Okay, and number four. Nhi, number four. Okay. Now, you have to say number one is grandpa, number two is grandma, number three is sister, number four is dad. Do you understand? You know, you got it. Do you understand what I mean? Con hiểu ý của cô chưa? Dạ hiểu. Okay. Bây giờ con sẽ lần lượt các con sẽ trả lời cho cô là number one is grandpa, có nghĩa là number one, có nghĩa là bức tranh thứ nhất sẽ nối với grandpa. Ok, con hiểu chưa? Và lần lượt giống với các tranh còn lại, các con đã hiểu ý của cô chưa? Dạ rồi cô. Ok, now I will invite Nhi, please. Nhi, cô mời Nhi nào. Ok. One is grandpa. Ok, very good. Number two. Two is grandma. Ok.
you have to say is not it, not it. Đây là y mà. Này, con có thấy khẩu ý miệng của cô không? Con thấy không? Con thấy khẩu ý miệng của cô không? Dạ không cô, cô tất cả mọi cô. Ok, vậy là rồi. I'm very sorry, my internet is not good, right? And when I share my screen, is maybe you can see my face. I'm so sorry. Nhưng mà các con có nghe cô nói không? Có nghe tiếng của cô không? Dạ nghe cô. Okay. Khi cô rất là xin lỗi các con bởi vì cái mạng của cô rất là yếu, mà khi cô xem này hình thì cái cam của cô nó bị đơ, nó bị đen ấy. Ok, nên là các con cố gắng giúp cô về nha. Yeah. Ok, ok không? Thì ok thì yes. Yes. Nhi. Yes. Okay, thank you. To be continued. Okay, number two is grandma. Okay, number three. Number three is sister. Okay, sister. Con đọc lại sister. Sister. Con giữa cái âm i và âm t là có âm s. Con phải đọc là sister. Con phải có lớp âm. Ok, gần đúng rồi. Con đọc là sister. Ở đây con phải có âm S này. S gió này, âm sờ gió nha. Âm sờ gió trong cái từ xi măng ấy. Âm sờ, âm xờ, con phải đọc ở đây. Đọc là sister. Again. Sister. Ok. And Number four is dad. Okay. Dad. Okay. Now I will ask you, and you have to answer quickly. Okay. 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 Number two. Number two. Grandma. Okay. Number one is grandpa. Okay, very good. Number two is grandma. Okay. Number four is dad. Okay, number three is sister. Okay, now I will exchange. Có nghĩa là bây giờ cô sẽ hỏi là sister. Nhi phải trả lời là number three. Okay, very good. Are you ready? I'm ready. Okay, very good. Okay. Dad. Is number four. Okay, very nice. And sister. Is number three. Okay, very nice. And grandma.
is em is number two. Okay, very good. And grandpa is number one. Okay, very good. You are very silent and you are doing well. Very good. Thank you. And Quyên, can you help me? Quyên, please. Yeah. Oh, mời Quyên nào. Okay, very good. Are you ready? Are you ready? Ready. You can say I'm ready. I'm ready. I'm ready. Again. Queen ơi. Yeah. When I ask you, are you ready? You have to say, I'm ready or ready. You know? Con hiểu không? Con có hiểu không? Yeah, I don't know. Okay. Có nghĩa là khi mà cô hỏi con là are you ready thì con sẽ trả lời là I'm ready hoặc ready. Ok. Chưa? Con hiểu chưa? Con hiểu chưa Quyên? Ok, rồi. Are you ready? Quyên? Are you ready, Quyên? Ready. Ok. Number one is grandpa. Okay, very good. And number four and dad. Okay, number two. Number two and grandma. Okay, number three. Number three and sister. Cái mic của bạn nào bị vọng nhỉ? Cô vừa nghe ồn ồn á. Nhi ơi, Nhi có nghe bị ồn không? Dạ có cô, tại nghe tai nghe cô, tại tai nghe em hết pin rồi cô. Okay, don't worry, I will try to listen. Okay. Tức là cái tai nghe của con à, của Nhi hay là của Quyến? Dạ của em cô, nhưng mà nó hết pin rồi cô. Okay, not problem. Okay, to continue. Nếu như vậy thì khi nào mà con nói thì con bật mic lên, còn khi nào con không nói thì con tắt mic đi, được không? Yeah. Để đỡ ồn. Okay, con tắt mic giúp cô thì nữa. Lần nữa cô hỏi con thì con bật mic lên. Okay. Yeah. Okay. Okay, Queen. Number three. Number three and sister. Sister. Okay. Okay, number four. Number four and dad. Okay, number two. Number two and grandma. Okay,
Okay, number three. Number three. Number three and sister. Sister. Con đọc lại từ này. Again. Sister. 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 Okay. Sister. 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 Okay. Con đọc lại nha. Sister. 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 Okay. 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 And now I will say the picture and you say the word, you know? You understand? Có nghĩa bây giờ cô sẽ nói là bức tranh và con sẽ nói nó là từ nào, được chưa? Quyên. Yeah. Okay. Number 1. And grandpa. Number 4. And dad. Okay. Number three. And sister. And number two. Number two. And grandpa. Grandma. Okay. Thank you very much. Quyên ơi, Quyên. Cô ơi, dạ. Cô, em mặc dù em vẫn tắt mic nhưng mà nó vẫn vọng cô. Cô nghĩ là chắc là cái này là do của bạn Quyên. Hình như cục Quyên nên nó bị vọng ấy. Dạ. Của Nhi cô nghe rõ. Của Nhi cô nghe rõ là của Quyên hình nó bị vọng. Quyên có thể tắt giúp. Tắt mic cô được không? Cô khó nghe quá. Ok. Okay. To continue. I teach you about lesson 3 sounds and letters. Listen, point, and repeat. Right. Có nghĩa là gì? Nhi ơi, có nghĩa là gì? Nhi và Quyên này có nghĩa là gì? Dạ con. Lắng nghe. Là gì? Chỉ. Ok. Và nhắc lại. Và gì? Và gì lại. Và right. Và right. Chỉ. Right. No, right. Có nghĩa là viết. Ok, very good. Quyên. Yeah. Listen. Listen. Point. Repeat. Right. Why? No why. Con nói là right. Cái âm của right. Nó đi cầm con đọc là right. Okay. Listen. Point. And turn. And
Repeat. Repeat. Read. Okay. Write. What? What? Oh, no, 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 why, no, why, write, write, r, 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 right. R, write, r, trong tiếng Việt, right. R, okay, write, write, right, okay, very good, okay. Khi Bảo Quyên nói xong thì Bảo Quyên có thể tắt mic giúp cô nhé. Tại vì do cái mic con nó bị vòng ấy. Nhi, are you here? Are you here? I here. Okay. Con chỉnh cái cam như cô này. Đi cô thấy mặt này. Cô chưa thấy mặt như đâu hết ạ. Chỉnh cao lên mặt xinh thế. Okay. Quyên nữa. Quyên phải chỉnh giống cô này, giống cô phải đi cao lên này thì cô thấy mặt. Đúng rồi. So cute. Okay. Lesson 3, sounds and letters. Có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì đây? Chữ cái nào đây? No. Chữ cái gì? No. No. Và. No và. Oh. Oh, okay. Quyên. Cái này yeah. là chữ cái gì? Cái này là chữ cái gì? No. 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 And? No. Oh. Oh. Okay. Hai con nhìn cô đọc nha. Nhìn cô hướng dẫn này. Con đọc ấy, con hai con đọc. All right, again. N là trong tiếng Việt, nhưng mà các con phải đọc là okay. Con làm đi. Okay. Nè, con thấy cô chưa? Hai con thấy cô chưa? Okay. Dạ thấy. Bình thường là trong tiếng Việt mình đọc là n n n đúng không? N n n n. Quả na. Nhưng mà trong tiếng Anh đọc là n n n n. Ok, con làm đi. Nhi làm đi. Cô xem nào. Nose. Con đọc là nose. Con lấy hai hàm răng. Con lấy hai hàm răng cắn vào nhau. Nose. Đúng rồi. Nose. Có nghĩa là gì? Nose. Có nghĩa là gì? Cái mũi. Có nghĩa là cái gì? Cái gì đây? Cái mũi. Okay. Quyên ơi. Yeah. Con đọc chữ cái. N cho cô nào. Con chỉnh cam này, con chỉnh cam như cô này, chỉnh cam để thấy miệng này. Đó. Rồi, con đọc nào. Rồi, đó là cách đọc trong tiếng Việt. Nhi ơi. Dạ cô.
khi cô đang hướng dẫn cho Quyên thì con phải tập trung nhé, con phải tập trung nhìn cô nhé, được không? Tập trung cô nhé, con làm gì thế? Tập trung nhá. Ok. Quyên. Ok, very good. Ok, ok, ok. Good job, good job. Rồi, con đọc là nose. Ok, con nhìn câu miệng cô nha, cái âm S phía sau nha. Nose. Con cắn hai răng lại với nhau và con đẩy phía ra. Nose. Ok. Ok. Nose. Ok. Ok, đúng rồi. Nose. Ok. Good job, guys. Nose. Okay. Very good. Okay. We have. Okay. Quyên ơi, đọc từ này cô nào? Yeah. Oh, đúng rồi. Good job, guys. Again, one more time. Okay. Again. Now. Okay, very good. And nose. Okay, nose. loudly. Nose. Con nói to lên. Nose. Có nghĩa là gì? Nose có nghĩa là gì? Cái gì đây? Mũi. Cái mũi, đúng chưa? Cái mũi. Ok, very good. Con có mũi không? Quyên có mũi không? Dạ có. Ok, yes. Nose. Ok. And Nhi, please. Yes. Nick. Con đọc là neck. Có nghĩa là gì? Là cái cằm. No. Cái cổ. Ok. Cái gì mà bên dưới cái cằm? Cái gì? Cái cổ. Ok, very good. The neck. Còn lại từ này cô nào? Neck. Có ending sound. Ending sound là neck. Okay, very good. Neck. Okay, very good. Okay, thank you very much. And Quyên, please. Cô mời Quyên nào. Quyên đâu? Yeah. Okay, con học từ này cô. Neck.
Neck. Chính xác. Neck. Good job. Neck. 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 Okay. Neck. Neck. Có nghĩa là gì nào? Có nghĩa là cái cổ. Gì đây? Cái cổ. Okay, very, very good. And what is it? Leather. Leather. Okay. Quả này là quả gì nào? Quả này là quả gì? Quả cam. Okay, quả cam đọc như thế nào? Orange. Orange. Okay, con đọc lại. Okay, very good. And con này là con gì nào? Con bạch tuộc. Okay, we can say con bạch tuộc in English. Octopus. Okay, thank you very much. And Quinn, Quinn, you have you can speak on these words, new words. Quinn đọc bốn từ này là cho cô nào với hai cái âm này này nào? Again. No. Okay. And nose. Con đọc ba lần nha, mỗi từ con đọc có three times. Again. Nose. And what is it? Neck. Okay. And letter. Oh. And Octopus. Okay, very good. Okay, thank you very much. And me, please. Hello. Hi. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. Nose. Okay. No. Okay. Nose. Three times. Three times.
con đọc mỗi từ ba lần nha cô. Nose. Again, one more. Again. Stop. Again. Okay. Nose. Okay. And neck. Okay. Neck. Okay, very good. Very good. And oh. Okay. Oh. Orange. Octopus. Okay, very good. One more time. Octopus. Okay. Octopus có nghĩa là gì? Là con bạch tuộc. Orange có nghĩa là gì? Orange. Có nghĩa là gì? Là quả cam. Okay, nose có nghĩa là gì? Nose. Là cái lỗ mũi. Là cái mũi. Không phải là cái lỗ. Okay, cái mũi. And neck. Và cái cổ. Okay, thank you very much. Okay, today we are stop here and continue studying next week. Okay. I don't know. Okay. Do you see me? Okay. Today we are stop here and next time at the Saturday we are study continue. Okay. Có nghĩa là hôm nay lớp mình sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ học tiếp vào thứ bảy. Yeah. Chưa? Okay. Yeah. Hôm nay Nhi và Quyên còn thắc mắc cái nào nữa không và có câu hỏi nào muốn hỏi cho cô không? Dạ không. Cô bài tập về nhà mình có đặt câu mấy cái từ mà mình mới học không cô? Có. Hôm nay mình học về cái gì Nhi? Hôm nay mình học về cái gì nào? Hôm nay mình học về chữ cái vần N với lại O. Và gì? Và những từ về gì? Về family. Ôn lại về những từ. Từ về gì? Về family. Đúng chưa? Dạ. Yeah. Rồi. Nhi nói lại cho cô nào. Hôm nay chúng ta học được những cái gì? Hôm nay chúng ta ôm lại bài family với lại là những cái N với lại là O. Ok. Quyên, hôm nay hai con học được những cái gì? Quyên. Dạ. Hôm nay con học được cái gì? Hôm nay hả? Học được vần
với lại là âm o với âm n. Hôm nay pa và những từ nào, và những từ nào, từ nào? Mũi. No, English, not Vietnamese. English, you have to say by English. Nose. 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 Neck. 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 Okay. Neck. Quả gì, quả gì? Quả gì? Orange. Quả gì? Orange. No. Orange. 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 And bà con gì? Bà con gì? Bà con bạch tuộc. Octopus. 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 Okay. 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 Okay, con hiểu chưa? Dạ hiểu. Okay. Quên còn cái nào mà con chưa hiểu không? Dạ không. Còn cái nào mà cô nói con chưa hiểu, con chưa hiểu rõ, hoặc là con còn thắc mắc cái nào nữa không? Con có câu hỏi nào nữa không? Dạ không. Ok. Nhi ơi. Hello Nhi. Dạ cô. Ok. Hello Nhi. Hôm nay chúng ta học được những cái gì nhỉ? Con nói lại cho cô nào. Hôm nay chúng ta ôm lại bài family, với lại là chúng ta học những từ N với lại là từ O, và học về từ mũi, cổ, trái cam, con bạch tuộc. Ok, con có thể nói những cái từ đó bằng tiếng Anh được không? À, chúng ta học về từ nose, neck. Okay. Neck. Orange. Okay. Orange. Okay, very good. And octopus. 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 Okay. And bài tập của chúng ta về nhà là chúng ta các con đã làm bài tập trên hệ thống Easy Class Zero. Easy Class Zero. Quyên, Quyên và Nhi đã làm chưa? Dạ chưa cô. Ok, không sao. Các con phải tranh thủ làm cái bài tập trên hệ thống nha, để mà luyện cho các con chưa? Hiểu chưa? Quyên và Nhi bật micro lên cho cô nào. Nhưng mà cái phần đọc em bị khóa rồi. Em chỉ được viết thôi. Thôi thì để cô nói với thầy. Bài tập về nhà của các con là các con phải học thuộc bốn từ mới của bài, âm N và âm O. Đồng thời các con phải ôn lại các từ vựng về family, family, family. Hiểu chưa? Nghe rõ chưa? Và đồng thời là các con đặt cho cô hai câu với cái từ, những từ của âm N và âm O. Hiểu chưa? Mà hôm nay bài mới ấy, chúng ta học ấy. Hiểu chưa? Nhi, Quyên, nghe rõ chưa? Dạ nghe. Và gì thì phải đọc lại cho cô, phải đọc lại những cái từ đó bằng tiếng Anh chuẩn. Con có thể mở từ điển Cambridge, con có thể mở từ điển ra và các con nghe họ đọc, xong con đọc lại, được chưa? Và gì, và đọc cái âm âm O và các cái từ mới đó, các con phải luyện đọc, được chưa? Để hôm sau thì quay video ấy, được chưa? Dạ. Ok, Nhi nào, chào cô nào, có câu hỏi nào nữa không? Dạ không cô. Nhi, cô nhìn mặt với.
Say hi, goodbye, Nhi. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Okay. See you again. Okay, thank you very much. Goodbye and good night. See you again. Good okay. Night. Bye. Bye. Bye.